fun, huh? Cô cẩn thận nha. Cái điện thoại vậy má. Ô lên hình đẹp quá. Thôi để mình cũng cẩn thận. Chụp tay một cái. Ừ là xong rồi, xác định rồi đó. Đi 2000. Ừ. Đây là cây mâm xôi đen nha mọi người. Cây này có giá trị dinh dưỡng rất là cao và giá bán cũng không có thấp đâu. Nhưng mà ở đây thì đôi khi mình cũng có thể dễ dàng bắt gặp ở ngoài đường hoặc là ở bờ rào như thế này nè. Bông của nó nè, đây là bông nó chứ không phải cái màu đỏ. Đó bông đó, bông màu tím tím đó. Trời trái xum xuê luôn nè mọi người.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye bye.